Hello các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của thầy. Hôm nay xin chia sẻ các bạn một số vấn đề như sau. Một số cái vấn đề đầu tiên là xin chia sẻ các bạn đó là tại sao có những em học sinh vẫn học yếu toán, môn toán. Tại sao vẫn chưa hiểu bài môn toán? Thì sau đây thầy sẽ cùng phân tích, mổ xẻ để tìm ra những cái nguyên nhân đấy, và trên cơ sở những cái nguyên nhân đó thì giúp các em sẽ là phải rút kinh nghiệm để các bạn học sinh học tốt môn toán đấy. Thế thì những học sinh yếu toán thì rõ ràng là cái việc tiếp thu kiến thức môn toán là rất khó khăn đấy, các bạn chú ý là rất khó khăn. Thứ nhất là cái động cơ mục đích học tập của bạn học sinh đó là chưa được cho cao. Cái thứ hai là cái phương pháp học tập là chưa tốt. Cái thứ ba, cái bạn đấy đúng là cái phương pháp, cái thứ hai là cái phương pháp. Cái thứ ba đó là học kiến thức. Và trong cái động cơ học tập thì cái thái độ học tập nữa. Đấy. Ngoài ra cái sự động viên của gia đình, nhà trường nữa các bạn nhé, bố mẹ cũng cần phải động viên, khuyến khích để làm sao để cho các em học tốt môn toán. Đó là ba cái nguyên nhân đấy. Thế thì nguyên nhân đầu tiên các bạn phải có để học tốt môn toán là các bạn phải là phấn đấu, phải là có cái đặt một cái mục tiêu, một cái động cơ, một cái mục đích để từ đó hình thành một cái ý chí và một cái thái độ học tập môn toán phải phù hợp, phải tốt, quyết liệt, quyết tâm. Đấy. Các bạn chú ý làm cái việc gì mà không có sự đặt ra mục tiêu, không có cái sự quyết tâm, không có sự vượt khó, không có sự chịu khó và dẫn đến và không có một cái đam mê thì rõ ràng cái kết quả học tập là không được cho cao các bạn nhé. Cho nên để học tốt môn toán thì các bạn phải tôn trọng, phải yêu thích, yêu quý và thấy tầm quan trọng môn toán và phải đặt được mục tiêu, một cái mục đích, rồi có một cái ý chí, một sự quyết tâm, một cái đam mê để học môn toán một cách tốt nhất, cao nhất. Đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai là phương pháp học tập môn toán. Có một số bạn chỉ biết cách học toán, những bạn học sinh khá giỏi thì cái phương pháp rất tốt, đặc biệt là những bạn học sinh giỏi thì phương pháp học rất hiệu quả. Họ biết học cái nào và cách học như thế nào và cách ghi nhớ, cách sử dụng như thế nào, rồi cách chuẩn bị bài như thế nào. Chẳng hạn muốn học một cái kiến thức A, một kiến thức sơ nào đó thì các bạn có thể là phải chuẩn bị trước, phải chuẩn bị bài mới. Trong môn văn thì có soạn văn, trong môn toán cũng vậy, phải có soạn toán, phải chuẩn bị. Chẳng hạn những học bài toán về bài học về phương trình bậc hai hoặc bất phương trình bậc hai thì em phải chuẩn bị những cái gì, em phải đọc qua những định lý và biết rằng trong cái bài học này gồm có những cái định lý, tính chất, công thức gì và gồm có những dạng toán gì và những kiến thức gì liên quan, kiến thức cũ này, rồi cách sử dụng máy tính như thế nào đấy, và nó liên quan đến những cái kiến thức khác, môn khác như thế nào thì em phải biết, em phải chuẩn bị đấy. Công tác chuẩn bị vô cùng quan trọng. Công tác chuẩn bị cũng là nằm trong cái phương pháp học tập. Rồi ôn tập như thế nào cho hiệu quả cũng nằm trong cái phương pháp học tập. Cái phương pháp học tập nó rất chi là tổng quát, bao gồm nhiều vấn đề khác nhau. Do đó bạn phải có cái thứ ba là có cái phương pháp học tập môn toán. Học định lý tính chất thì học như thế nào, giải bài tập như thế nào, học trắc nghiệm thì như thế nào, rồi học đấy, cái phương pháp học tập nó rất quan quyết định. Đó, cái thứ ba, thêm một nhận mạnh cái thứ ba. Và một cái thứ tư nữa các bạn cũng cần phải quan tâm, đó là phải trao đổi thường xuyên với bạn bè trong lớp, phải có cái nhóm học tập, phải chia sẻ lẫn nhau. Chẳng hạn bạn ấy có một cái tập đề hay thì cũng, rồi bạn kia có tập đề hay cùng trao đổi với nhau, để có một người có một tập đề mà nếu mà không trao đổi thì chỉ có một tập đề, nhưng hai người có hai tập đề hay thì trao đổi với nhau thì sẽ tăng thêm hai cái tập đề hay, mỗi người sẽ có hai tập đề. Hoặc là mỗi người có một bài toán hay trao đổi với nhau, 10 người trao đổi với nhau thì sẽ
có 10 bài toán đấy, một người sẽ học được 10 bài toán, sẽ biết 10 bài toán. Đó là nói là cái sự tương tác giữa các học sinh, giữa các học viên, trao đổi. Các bạn có thể lên Facebook trao đổi, các bạn ở trong nước, có thể ở thành Hà Nội, bạn ở Hà Nội, bạn có thể trao đổi với bạn học sinh ở thành phố Hồ Chí Minh, bạn học sinh ở Hồ Chí Minh có thể trao đổi với bạn học sinh ở Nghệ An, vân. Trong quá trình trao đổi như vậy, có thể là phương pháp, có thể bài toán, các cái giảng toán, cách học, thì rõ ràng trên cơ sở đó các bạn sẽ tiếp thu được những tinh hoa toán học từ từ nhiều nguồn khác nhau. Có thể một lúc một bạn mà đọc quyển sách, và các bạn có thể hỗ trợ nhau đọc sách để tìm ra những cái tinh hoa, những cái hay, cái đẹp trong toán học, những cái giảng toán này, những cái phương pháp giải toán này giúp nhau, thì đó là một cái điều tuyệt vời. Cho đó thứ tư nữa, các bạn biết trong cái phương pháp học tập thực chất tách ra một ý thứ tư, nhưng mà các bạn cũng cần phải là cần phải chú ý là cái trao đổi lẫn nhau. Đặc biệt trong giờ học trao đổi lẫn nhau thì các bạn phải chú ý là không làm ảnh hưởng người khác. Khi nào cần trao đổi, giáo viên cho phép trao đổi thì các bạn trao đổi. Còn trao đổi thường thường là các bạn về nhà trao đổi với nhau, cách giải tỏa như thế nào hiệu quả. Đấy là những cái vấn đề mà các bạn cần phải quan tâm. Đấy. Thứ hai là các bạn học có thể học nhiều chỗ, nhưng mà phải là nêu cao cái tinh thần tự học trong phương pháp, đề cao cái tinh tự học. Cái thứ năm ấy, tự học chiếm một vai trò quan trọng. Các bạn đến lớp, các bạn tự học, ở nhà các bạn tự học, các bạn tìm các nguồn khác nhau, các kênh học toán, các cái kênh học, các bốt khác vân, rồi các cái kênh khác nhau, rồi các cái mạng thông tin khác nhau, các cái tài liệu khác tham khảo khác nhau. Thì trên cái, những cái cơ sở như vậy thì các bạn sẽ học tốt môn toán. Đấy, các bạn đừng bị động, các bạn hãy biến mình thành cái chủ thể tích cực, chủ động. Mình không phải là một cái binh mà để thủ động, để dọn được vào, mà mình phải là một cái gì đó mà chiếm lĩnh một cái nắm chắc, mình phải là một cái nắm chắc, mình một cái lượng mồm miên hút để hút tất cả cái tinh hoa toán học. Các bạn phải phấn đấu, mình phải tích cực chủ động trở thành một cái miên hút, một cái nắm chắc để hút những cái tinh hoa toán học. Muốn vậy các bạn phải tích cực chủ động tự giác, bạn phải tự giác, bạn phải đam mê, bạn phải quyết tâm, bạn phải vượt qua khó khăn để tìm tòi, để làm đến một mức độ cao nhất, đó là mức độ thanh thạo, thuần thục như là tự động hóa các bạn nhé. Vậy xin gặp lại bạn một số vấn đề để học tốt môn toán và lý giải tại sao học sinh phải học yêu toán. Thứ nhất là phải động cơ mục đích phải rõ ràng, những bạn đang thiếu những cái đó thì các bạn phải xây dựng được. Cái thứ hai là gì? Là phương pháp học tập môn toán. Đấy. Thứ ba là cùng trao đổi với nhau, vân vân nhé. Rồi tự giác tích cực, những cái điều đó các bạn đã cần phải chú ý. Những cái điều mà thầy vừa nói thì mong rằng các bạn sẽ là tiếp thu. Hy vọng rằng những bạn mà nghe được cái video này, xem video này, lên được cái kênh của thầy, thì những bạn không phải những bạn yêu toán mà những bạn học được môn toán về mặt phương pháp, về các chuyên đề, các chủ đề, về mặt kiến thức. Một vấn đề là cũng phải là chuẩn bị bài, nhưng bạn học kiến thức phải chuẩn bị bài, phải ôn lại lớp học kiến thức. Đấy, đó là những cái điều mà các bạn lý giải tại sao học sinh lại học yếu môn toán, tại sao các em lại chưa hiểu bài, và tại sao những em học sinh lại học tốt môn toán, là vì những cái điều đó. Các bạn phải chuẩn bị tốt những điều đó. Một là động cơ mục đích, ý chí quyết tâm. Thứ hai là kiến thức nên học, kiến thức thì không ảnh hưởng đến việc tiếp thu các bạn. Thứ ba là phương pháp học tập môn toán. Thứ tư là trao đổi học tập lẫn nhau. Thứ năm là tự giác tích cực. Đấy, quyết tâm. Đó là những cái điều cơ bản cốt lõi nhất để học tập môn toán. Thì các bạn phải phấn đấu. Các bạn được học một bài toán chẳng thua đâu, mà các bạn phải tìm ra nhiều cách giải bài toán, nhiều ra bài giảng toán mới. Rồi làm sao mình đứng trong phòng thi, ngồi trong phòng thi, nó trở thành một nhân tố chủ động tích cực, thấy là như kiểu trở bàn tay này lên xuống. Thì rõ ràng khi đó là các bạn sẽ làm chủ kiến thức, chắc chắn rằng các bạn học được môn toán, và chắc chắn rằng các em thi sẽ đạt kết quả cao. Đến đây là một số chia sẻ của thầy. Một này, một là gì? Phải có ý chí, quyết tâm, động cơ, mục đích, thái độ. Hai là kiến thức nền của mình, tức là khổng kiến thức phải bù lại. Thứ ba là các bạn phải có cái phương pháp học tập
Thứ tư, trong phương pháp học tập thì phải là tự giác tích cực. Thứ tư là các bạn phải trao đổi lẫn nhau. Đấy. Phải đánh giá được bản thân mình. Đấy. Phải biết mình như thế nào. Đừng có dậu dốt. Đừng có chủ quan. Đừng có bảo thủ. Mà hãy thấy những cái tồn tại của mình. Từ đó rút kinh nghiệm để học toàn cho tốt các bạn nhé. À, trên đây thì cái video này thì muốn chia sẻ tại sao những bạn học sinh còn yêu môn toán, học toán chưa hiểu bài vì thiếu những cái tiêu chí đó, thiếu những cái tiêu chí đó, bốn tiêu chí đó, năm tiêu chí đó thì chắc chắn bạn sẽ học thiếu yêu môn toán. Bạn chưa có những tiêu chí đó thì các bạn phải phấn đấu để có những tiêu chí đó. Đầu tiên là mục đích, ý chí, thái độ, quyết tâm, đam mê học toán. Thứ hai là kiến thức toán học và học thì bạn phải bổ sung. Thứ ba là phương pháp học toán. Thứ tư trao đổi với nhau. Và thứ năm là tự phát huy tính đam mê tích cực tự giác, thứ năm ở chỗ cái mục tiêu chí một đấy. Vậy tổng thể có bộ tiêu chí như vậy, các bạn cứ phải phấn đấu đến cái vấn đề mà tại sao học sinh học yếu môn toán, chưa hiểu bài môn toán thì các bạn phải chú ý những điều đó. Các bạn phải quyết tâm, thái độ của bạn quyết tâm tất cả nhé. Thì trong cái thời gian hạn chế thì mình chia sẻ với các bạn như vậy. Các bạn có cái nhận xét gì, có cái bình luận gì thì các bạn sẽ bình luận dưới để thầy tìm ra những cái nguyên nhân nữa để giúp các bạn học tốt môn toán. Và các bạn hãy chia sẻ rộng rãi cái video này để cho được nhiều bạn biết cái phương pháp, cái nguyên nhân để làm sao học toán được tốt. Cuối cùng chào các em, hẹn gặp lại các em trong cái dịp gần nhất. Nhớ đăng ký kênh, rồi chia sẻ, nhấn nút thích để tạo động lực cho thầy sẽ làm tiếp những video giúp các em học tốt hơn. Chào các em.